Sáng nay, Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận, cảnh sát biển đồng hành với người dân. Đến dự có ông Lê Công Kỷ, đại diện cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại Đà Nẵng, đại tá Lê Huy Sinh, bí thư Đảng ủy, chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2. Về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung. Đà Nẵng là một trong số 28 tỉnh thành phố ven biển, là cửa ngõ biển chiến lược của cả nước, có huyện đảo Hoàng Sa. Do vậy, biển có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được qua 2 năm thực hiện chương trình cảnh sát biển đồng hành với người dân, nhất là trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, người dân thực hiện các chủ trương đường lối chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến biển đảo, được thực hiện với nhiều hình thức linh hoạt hiệu quả, tạo được sự lan tỏa trong nhiều thành phần lứa tuổi. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế nhất định, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị trong thời gian tới, cần cụ thể hóa công tác tuyên truyền quán triệt việc thực hiện chương trình để huy động sự vào cuộc quyết liệt và mang tính đồng hành cao hơn của hệ thống chính trị và nhân dân thành phố trong xây dựng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh trật tự an toàn biển đảo của Tổ quốc, trong phát triển kinh tế biển bền vững gắn với xây dựng các vùng ven biển vững mạnh và đảm bảo giúp chương trình trở thành nguồn lực quan trọng để hỗ trợ ngư dân. Dịp này có 7 tập thể và 8 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích nổi bật trong thực hiện chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận, cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Cũng tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã trao quà cho 100 hộ gia đình ngư dân thuộc các quận ven biển thành phố, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.